Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh bằng thực tế để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá trực tiếp các giá trị giao dịch thực tiễn này trên thị trường. Khi bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, mọi giá trị trên thị trường đều phải được kiểm chứng bằng chính những giao dịch ở trên thực tiễn ở trên thị trường và sâu full tài khoản để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này. Xin lỗi nhà đầu tư không có vụ ở tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Thầy dạy Forex hoặc Á quân Forex thế giới hoặc chuyên gia Forex hoặc là nhiều năm kinh nghiệm hoặc là bất kỳ một ai có thể tồn tại ở trên thị trường giao dịch Forex này mà không phải chứng minh bằng chính những giao dịch, bằng chính những tài khoản của bản thân họ trên thị trường giao dịch Forex. Tất cả những người mà nói rằng bản thân họ giao dịch được ở trên thị trường mà không chứng minh được thực tế về kiến thức, về phương pháp, về cả năng lực của bản thân họ trên thị trường, từ chính những giao dịch thực tế, từ chính những tài khoản, từ chính những sâu full tài khoản để chúng ta nhìn nhận và đánh giá, kẻ đó chỉ là kẻ lừa đảo ở trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Đó là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Mọi giá trị ở trên thị trường này không có vụ là dễ và đơn giản. Chỉ có dễ là dễ mất tiền và đơn giản là các bạn sẽ tan ra bại sản mà thôi. Đó là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex, mọi giá trị các bạn hãy yêu cầu chính người thầy của các bạn phải chứng minh thực tiễn ở trên thị trường để cho các bạn nhìn nhận và đánh giá về những điều này. Không chứng minh được thì lấy giá trị gì ra để nói rằng bản thân họ có thể tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex. Không chứng minh được thì lấy giá trị gì ra để chúng ta kiểm chứng rằng người đó có thể tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Và chúng ta đâu có thể đánh giá được là phương pháp đó có thể vận dụng, áp dụng được vào trong thực tế. Kiến thức đó có thể là nhờ là kiến thức đúng hoặc là kiến thức sai trên thị trường. Và người thầy đứng ra đi dạy đó, họ có vận dụng, áp dụng vào trong thực tế để tạo được ra giá trị để cho chúng ta kiểm chứng hay không? Đó mới là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Và chúng ta đâu có thể đánh giá được là phương pháp đó có thể vận dụng, áp dụng được vào trong thực tế. Kiến thức đó có thể là nhờ là kiến thức đúng.